chấp hành luật pháp Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 năm 2024, Trường Trung học Cơ sở Bê Tông đã tổ chức thành công buổi tuyên truyền về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật Việt Nam. Ngày này được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội. Với ý nghĩa quan trọng đó, mọi tổ chức, cá nhân đều tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện kế hoạch số 392 KHUBND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ về việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. Trường Trung học Cơ sở Bê Tông nhận nhiệm vụ được giao là tổ chức tuyên truyền về sự kiện này. Với lòng nhiệt huyết cùng tinh thần trách nhiệm cao, ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên và học sinh Trường Trung học Cơ sở Bê Tông đã cố gắng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tập luyện thường xuyên để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giáo dục quan trọng này. Tham dự buổi lễ có các vị quan khách của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Chương Mỹ, Phòng Tư pháp Chương Mỹ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên, ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Ninh Linh, Thanh Trì, Hà Nội, đơn vị Kết Nghĩa, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Bê Tông. Được sự hỗ trợ của Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, công tác tổ chức được bàn bạc, thống nhất, tính toán rất kỹ, từ pano, băng rôn, khẩu hiệu, bài trí sân khấu, khánh tiết cho đến các nội dung diễn ra trong thời lượng 90 phút đều được tính toán cẩn thận. Sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2024, tại Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, Trường Trung học Cơ sở Bê Tông đã thực hiện buổi tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam. Buổi tuyên truyền diễn ra với nội dung chương trình khoa học, sinh động, ý nghĩa. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng do giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn. Sau màn văn nghệ chào mừng sôi động, buổi lễ bước vào phần chào cờ. Tiếp theo, thầy giáo Nguyễn Hữu Thìn, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo phát biểu, phát động lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 1 thông qua ngày 9 tháng 11 với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc. Thay mặt Trường Trung học Cơ sở Bê Tông, thầy giáo Phùng Tiến Hải, hiệu trưởng nhà trường phát biểu hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 đã được lựa chọn là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, lời phát động của đồng chí trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Trung học Cơ sở Bê Tông luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật. Về phía học sinh, em Phùng Chí Hải, học sinh lớp 9A5 Trường Trung học Cơ sở Bê Tông đã thay mặt toàn thể học sinh phát biểu hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài phát biểu của em đã cho thấy tinh thần quyết tâm trong việc thực hiện đúng và thực hiện tốt pháp luật của bản thân em và các bạn học sinh. Thực hiện tốt các nội dung sau: một là tự giác học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức, nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật, luôn có ý thức trong việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật. Hai là tiếp tục thực hiện tốt nội quy. Tiếp nối buổi tuyên truyền, cả hội trường được theo dõi phiên tòa giả định của học sinh Trường Trung học Cơ sở Bê Tông. Nhập vai rất thành thạo,
các diễn viên học sinh đã mang đến một phiên tòa với tình huống xảy ra từ thực tế cuộc sống. Thông qua phiên tòa giả định đã truyền tải thông điệp về vai trò quan trọng của việc thực hiện đúng pháp luật để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết về quy định của luật, đặc biệt là luật an toàn giao thông đường bộ, luật tố tụng hình sự. Mẹ ơi, xe đạp điện của con dạo này đi nhanh hết điện quá, mà ga mãi cũng chẳng lên được. Hay là mẹ cho con mượn xe máy của mẹ để đi học được không ạ? Nhưng mà đi xe máy nó cũng nhanh hơn mẹ ạ. Mà thôi, mẹ không phải sửa ắc quy làm gì cho tốn tiền ra. Mẹ cứ cho con mượn xe máy đi, đằng nào xe cũng để không mà mẹ. Xe để không thế thôi. Thôi mà mẹ, cứ cho con mượn đi. Liệu bố anh đồng ý không? Thì chắc là xin thì bố đồng ý thôi mà. Thôi được rồi, mẹ cho mượn mấy ngày rồi đấy. Sửa xe xong phải trả mẹ lại ngay chưa? Chìa khóa ở đâu ạ? Bạn uống nước. Chìa khóa mẹ, con có bạn, ra vào đấy. Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ. Hai mẹ con có gì mà vui thế? Mẹ cho con đi xe máy đi học rồi bố ạ. Cái gì? Mẹ cho con đi xe máy đi học á? Mẹ... Mẹ mày buồn cười thật đấy. Theo quy định, học sinh chưa đủ 18 tuổi không được điều khiển xe máy 50 phân khối, chứ đừng nói đến cái e-blade nhà mình. Trời ơi, bố nó cứ làm chuyện để nhà con là hôm nay người ta đang lên xe máy ở phòng mình kìa. Con là người ta thường như này rồi, điều khiển mỗi cái xe e-blade nó cũng phải cấm với sản phẩm. Đúng rồi đấy bố ạ. Bọn trường con nó phóng xe máy ầm rồi kia kìa. Cái cà lạch cạch cái xe điện đến trường nhục lắm. Nhà nào thì tôi không biết, chứ riêng nhà này thì tôi cấm. Hai mẹ con không nghe trên đài truyền thanh của xã hàng ngày đấy à? Nếu học sinh điều khiển, cơ quan công an sẽ thông báo về nhà trường. Cùng với đó, người giao xe cũng bị liên đới đến pháp luật. Được rồi, xe con đã học, sửa mất mấy hôm, để chưa đi tặng xe máy của con mấy hôm sao đâu? Không được. Tuân lệnh mẹ. Thôi con chào mẹ, con đi học. Điện thoại mà ông. Điện thoại đâu bố? Điện thoại đâu? Gọi là nhân chứng. Đây, điện thoại. Đây, cầm. Đức gọi gì ấy nhỉ? Alo, Đức đấy hả con? Cái gì? Thằng Đức nhà tôi á? Anh có chắc không? Chắc chứ, có phải biển số xe em lết nhà anh là 2.1.18 không? Trời ơi, đúng rồi. Đã bảo mà mẹ con nó đâu có nghe. Thế con tôi nó bị tai nạn ở đâu? Nó có bị làm sao không? Mẹ nó ơi, thằng Đức nhà mình gây tai nạn rồi. Mẹ nói cái gì á? Thằng Đức nhà mình gây tai nạn á? Đúng rồi. Con ơi là con, cái bà thì tao luôn rồi. Thôi bây giờ cứ lên đây xem tình hình thế nào rồi. Mời tất cả mọi người vào phòng xử án chuẩn bị làm việc. Giới thiệu bọn con vào sau. Thank you.
Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm, giao cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo bà Lê Lam Linh. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa và công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Mời mọi người trong phòng xử án ngồi, riêng bị cáo đứng ngồi quyết định. Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng. Thưa hội đồng xét xử, tôi là Ngô Hoàng An, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân. Sau đây tôi xin công bố bản cáo trạng như sau. Sau khi kết thúc điều tra, nội dung vụ án như sau. Vào tháng 6 năm 2024, bà Lê Lam Linh biết rõ Nguyễn Minh Đức chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông đường bộ, nhưng Linh vẫn giao cho Đức làm phương tiện đi học. Khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024, Nguyễn Minh Đức điều khiển xe máy đi học. Khi Đức điều khiển xe máy nhưng không chú ý quan sát, nên đã xảy ra tai nạn với xe máy do Phạm Hùng, sinh ngày 26 tháng 8 năm 2003, điều khiển chở theo Nguyễn Văn Ninh đi cùng chiều phía sau. Hậu quả là Phạm Hùng và Nguyễn Văn Ninh bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và chết cùng ngày tại bệnh viện. Nguyễn Minh Đức bị thương, hai xe máy bị hư hỏng một phần. Theo kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận, Phạm Hùng và Nguyễn Văn Ninh bị chết do chấn thương sọ não. Theo kết luận định giá tài sản kết luận, phần hư hỏng của xe máy của Hùng có trị giá là 3 triệu 214 nghìn đồng. Trên đây là toàn bộ nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố chưa? Thưa hội đồng xét xử, tôi đã nghe rõ rồi ạ. Bản cáo trạng mà vị đại diện Viện Kiểm sát đã công bố có giống với bản cáo trạng mà bị cáo nhận được hay không? Bị cáo có ý kiến gì đối với truy tố của Viện Kiểm sát không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có ý kiến gì thêm ạ. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết tình trạng sức khỏe hiện tại của bị cáo. Thưa hội đồng xét xử, tình trạng sức khỏe hiện tại của bị cáo bình thường ạ. Bị cáo có thấy ăn năn với hành vi của mình hay không? Bị cáo đã rất ăn năn về hành vi của mình rồi ạ. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả hay chưa? Cụ thể là như thế nào? Sau khi xảy ra vụ việc, các bị cáo và gia đình đã đến thăm viếng gia đình bị hại và bồi thường 50 triệu đồng để lo hậu sự. Sau đó, hai gia đình đã thống nhất bồi thường thêm 100 triệu đồng nữa. Bị cáo có nhận thức như thế nào về hành vi của mình? Cho bị cáo ngồi. Hội đồng xét xử tiến hành hỏi người đại diện hợp pháp của bị hại. Mời ông Phạm Dũng đứng dậy. Ông Dũng cho hội đồng xét xử biết, tại phiên tòa hôm nay, ông có yêu cầu bị cáo bồi thường thêm không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không có yêu cầu bồi thường gì thêm ạ. Mời ông ngồi. Hội đồng xét xử tiến hành hỏi người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mời ông Nguyễn Đình Đạt đứng dậy. Ông Đạt đã cho biết cháu Đức sinh ngày, tháng, năm nào? Thưa hội đồng xét xử, cháu sinh ngày 25 tháng 4 năm 2008 ạ. Ông ấy cho biết tình trạng sức khỏe và tâm lý hiện tại của cháu Nguyễn Minh Đức. Thưa hội đồng xét xử, tình trạng sức khỏe của cháu vẫn bình thường, nhưng tâm lý có đôi chút hoảng loạn sau khi xảy ra sự việc ạ. Hiện nay cháu Đức có đang đi học hay không? Thưa hội đồng xét xử, cháu vẫn đang đi học ạ. Mời ông ngồi xuống. Mời người làm chứng, ông Phùng Chí Thắng đứng dậy. Ông Thắng hãy cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông đang ở đâu, đang làm gì? Thưa hội đồng xét xử, khi đó tôi đang ở trong cửa hàng tạp hóa của tôi. Ông Thắng hãy trình bày rõ cho hội đồng xét xử biết về những gì ông chứng kiến về vụ tai nạn. Thưa hội đồng xét xử, khi đó tôi đang ở trong cửa hàng của tôi, thì những em đến xe va chạm và tiếng người dân công an có tai nạn nên tôi chạy ra. Khi đó ông đã nhìn thấy những gì? Đó, tôi thấy hai chiếc xe đổ xuống đường và một người ngã ra đất. Sau này tôi biết nên là người bà dân xung quanh
hôm đó thời tiết có gây khó khăn cho việc quan sát của ông hay không? Dạ thưa ông, xét xử hôm đó thời tiết tốt, việc quan sát của tôi không có bị tác động gì cả. Mời ông ngồi xuống. Mời các hội thẩm nhân dân tham gia xét hỏi. Tôi không có câu hỏi gì, đề nghị chủ tọa tiếp tục làm việc. Tôi không có câu hỏi nào, đề nghị chủ tọa tiếp tục điều hành. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát tham gia xét hỏi. Tôi đề nghị được hỏi bị cáo. Bị cáo đứng dậy. Bị cáo cho hội đồng xét xử biết xe máy mà Đức điều khiển mang tên ai trên giấy chứng nhận xe mô tô, xe máy. Bị cáo có nhận thức được rõ việc bị cáo giao xe máy cho con trai của mình, Nguyễn Minh Đức là rất nguy hiểm hay không? Vậy tại sao bị cáo lại giao cho con trai của mình điều khiển? Bị cáo có thấy bản cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo có đúng người, đúng tội hay không? Tôi hết câu hỏi với bị cáo. Tôi đề nghị được hỏi bị cáo. Mời luật sư. Bị cáo cho biết ai đã là người thông báo cho bị cáo biết sự việc tai nạn. Thưa hội đồng xét xử, hôm đó chồng tôi nhận được cuộc điện thoại của một người đặt tạp hóa ở gần đó và chúng tôi biết được sự việc. Khi đến hiện trường thì bị cáo làm gì tiếp theo? Khi chúng tôi đến hiện trường thì đã thấy xe cấp cứu đưa người bị hại đến bệnh viện, nhưng tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện sau đó. Bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết. Sau khi xảy ra sự việc thì gia đình có đến thăm hỏi và việc gia đình bị nhà gia đình hại không? Hội đồng xét xử, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị hại, gia đình bị cáo và bị cáo đã đến thăm gia đình bị hại và đền bù 50 triệu đồng để lo hậu sự. Ngoài số tiền đó thì còn hỏi một phần nào không? Ngoài số tiền đó thì hai gia đình đã thống nhất là bồi thường thêm 100 triệu đồng nữa. Vậy tổng là 150 triệu đồng đúng không? Thưa đúng ạ. Bị cáo có tự nguyện bồi thường hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo tự nguyện bồi thường để khắc phục một phần lỗi lầm mà mình gây ra. Bị cáo hãy cho biết gia đình của bị cáo Linh trước đây có tham gia kháng chiến không? Thưa hội đồng xét xử, gia đình của bị cáo trước đây tham gia kháng chiến chống Mỹ và nhận được huân chương bảo vệ tổ quốc ạ. Tôi hết câu hỏi với bị cáo, tôi đề nghị được hỏi về đại diện hợp pháp của bị hại, ông Dũng. Cho bị cáo ngồi. Mời ông Dũng đứng dậy. Mời ông Dũng ngồi xuống. Mời người làm chứng, ông Thắng đứng dậy. Ông cho hội đồng xét xử biết khi đó ông có mặt ở hiện trường từ đầu tới cuối không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi có mặt ở hiện trường từ đầu tới cuối ạ. Vậy ông có thấy bị cáo Linh tới hiện trường và gọi xe cấp cứu không? Thưa hội đồng xét xử, tôi có thấy bị cáo Linh ở hiện trường và gọi xe cấp cứu ạ. Ông có trực tiếp chứng kiến lúc hai xe va chạm không? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi không trực tiếp trực tiếp. Lúc đó tôi đang ở trực tòa án của tôi thì tôi nghe tiếng người dân hô hoán nên tôi mới chạy ra. Vị đại diện viện kiểm sát và luật sư còn câu hỏi nào khác cho bị cáo và những người tham gia tố tụng không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không có câu hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có câu hỏi gì thêm, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Nếu không ai có câu hỏi gì thêm, cũng không ai có đề nghị hỏi thêm về những vấn đề của vụ án, thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đề nghị vị đại diện viện kiểm sát đưa ra lời luận tội, yêu cầu bị cáo đứng dậy. Hành vi của bị cáo Lê Lam Linh nêu trên là nguy hiểm cho xã hội và đã vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam.
Bị cáo biết rõ bản thân con trai của mình là Nguyễn Minh Đức chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy, nhưng vẫn giao xe để cháu tham gia giao thông đường bộ. Sự buông lỏng quản lý, thiếu hiểu biết pháp luật của bậc làm cha, làm mẹ đã gây ra hậu quả hết sức đau lòng. Hành vi phạm tội của Lê Lam Linh cần phải xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục cho xã hội và phòng ngừa chung. Thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân, tôi xin đề nghị xử lý như sau. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Lam Linh 2 năm tù theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trên đây là toàn bộ quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc khi nghị án để có một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời thể hiện sự răn đe là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người có ý thức thượng tôn pháp luật. Các bậc làm cha, làm mẹ và các con phải luôn thực hiện theo đúng pháp luật. Trân trọng cảm ơn. Bị cáo đang nghe rõ bản luận tội của vị đại diện Viện Kiểm sát chưa? Nếu không ai có ý kiến gì mới để tranh luận, thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, cho phép bị cáo được nói lời sau cùng. Đại diện của người bị hại, ông Dũng có câu nói gì không? Thưa hội đồng xét xử, thưa vị đại diện viện kiểm sát, tôi rất đau buồn khi mà cháu Đức chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông và đã gây ra cơ sự nghiêm trọng như thế này. Thực ra thì khi vụ việc xảy ra, bố mẹ cháu Đức cũng đã đến bệnh viện, gia đình tôi lo hậu sự cho con trai tôi, sau đó cũng bồi thường thêm về những thiệt hại đã gây ra. Thưa hội đồng xét xử, thưa vị đại diện viện kiểm sát, tôi cũng muốn xin cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, bị cáo sớm được về gia đình và sớm lại cuộc đời. Tôi xin hết. Cho ông Dũng ngồi. Cho bị cáo ngồi. Hội đồng xét xử và phòng nghị án, những người tham gia tố tụng nghỉ tại chỗ. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên án. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội, giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm A, khoản 2, điều luật 264 Bộ Luật Hình sự. Vì các lẽ trên, quyết định tuyên bố bị cáo Lê Lam Linh phạm tội, giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, xử phạt bị cáo Lê Lam Linh 2 năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin kết thúc phiên tòa. Con cũng rất xin lỗi bố mẹ
vì đã không nghe lời bố mẹ, ham chơi đua đòi với bạn bè, để bố mẹ liên lụy như thế này. Con cũng ân hận. Bây giờ tranh với nhau để làm gì? Anh biết nhận ra lỗi lầm của mình là tôi cũng vui rồi. Cả nhà hay coi đây là một bài học đặt giá để không tái phạm lần sau. Các bạn ạ, bài học của gia đình tôi hôm nay cũng chính là bài học của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy biết nghe lời người lớn, tìm hiểu và tuân thủ đúng luật pháp khi tham gia giao thông đường bộ để không phải chịu hậu quả đáng tiếc nào thêm nữa. Kết thúc phiên tòa là phần rap sôi động về các tệ nạn xã hội và có ý nghĩa tuyên truyền cao đối với các em học sinh. Trường học văn minh, học sinh chúng mình cùng nhau tuân thủ pháp luật nghiêm minh. Chương trình kết thúc bằng tiết mục văn nghệ tập luyện kỹ lưỡng công phu của học sinh nhà trường. Thank you.
của các em đã kết thúc chương trình lễ tưởng niệm ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024. Buổi tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam của trường Trung học cơ sở Bê Tông đã để lại dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc trong lòng mọi người tham gia thực hiện và theo dõi. Công tác chuẩn bị, tổ chức của nhà trường, sự hỗ trợ của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội được cấp trên cùng toàn thể đồng nghiệp, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây chính là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh nhà trường và là động lực để trường Trung học cơ sở Bê Tông thực hiện tốt những nhiệm vụ tiếp theo. Hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây, trao những chi công như tan cả về nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, qua những xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ ngày kháng chiến nhịp tim thiết dâng đêm này, gọi tầm vang đâu đây với nhà máy in trời mây. Chàng trai ra đi chiến trường, em với quê hương như sắp mới về, từng đoàn xe qua trong ngàn.